Thưa quý vị, trên cả nước có tới khoảng 40% là tỷ lệ trượt khi dự thi sát hạch lái ô tô theo hình thức chấm điểm tự động và nội dung thi có yêu cầu mới khó hơn trước. Tại Lạng Sơn, tỷ lệ này vào khoảng 35%. Tuy nhiên, thay vì tâm lý sợ thì kể cả giáo viên và học viên lại rất đồng tình với chương trình giảng dạy và học mới này. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ tìm hiểu tại sao lại có chuyện càng trượt nhiều, học viên lại càng thích như vậy. Thực hiện bài thi ghép ngang, lái xe trên đường trường và tất cả các bài thi lý thuyết thực hành sẽ chuyển sang chấm điểm bằng thiết bị tự động. Đây là những nội dung mới trong chương trình thi sát hạch lái xe ô tô. Tại Lạng Sơn, từ khi áp dụng nội dung mới vào chương trình học, tỷ lệ học viên trượt tăng cao hơn trước. Tuy nhiên, không vì thế mà người học nản chí hay lo sợ. Tăng tỷ lệ trượt thì thực ra như thế thì cũng rất là nghiêm khắc ấy, thì mình như thế là mình học thật chứ không phải là mình chỉ là học chỉ để lấy bằng thôi ấy. Thì sau này mình đi ra đường thì chủ yếu là ví dụ như mình đi lái taxi hay là đi làm những cái công việc gì mà liên quan đến xe cộ ngoài đường ấy, thì mình được học nghiêm khắc như thế từ trong trường ấy, thì mình sẽ có cái sự chủ động hơn. Học viên thì lúc nào cũng cảm thấy khó rồi, thế nhưng mà mình nghĩ là bọn mình có thể thu xếp để mà theo được cái chương trình này, bởi vì thực ra khó nhưng mà nó giúp ích cho cái việc học lái xe của bọn mình thì mình cũng không có thấy cảm giác có vấn đề gì lắm. Ra ngoài đường thì thực sự là những cái nguy hiểm mà mình có thể gặp phải thì cái độ khó nó còn tăng lên rất là nhiều. Theo khảo sát của Trung tâm Dạy nghề Thực hành Tùng Linh, hơn 80% học viên hưởng ứng nội dung thi sát hạch giấy phép lái xe mới. Khi mà chưa có thông tư này, chưa có cái thêm bài mới này ra thì là người học lái xe không biết phải làm thế nào để cho xe vào nơi đỗ của mình. Khi học xong rồi thì là người học rất tích cực và rất vui, và nghĩa là cái kỹ năng của người ta được tăng thêm một bậc. Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, khi áp dụng nội dung thi mới, tỷ lệ thí sinh trượt sát hạch giấy phép lái xe ở các trung tâm là khoảng 40%, trong khi trước đây chỉ khoảng 20-30%. Thí sinh thi trượt thường do tập lái qua loa và chủ quan, có những lỗi không phải do không biết lái xe, mà là kỹ năng điều khiển. Trước đây, người thi chỉ cần lái vài trăm mét trên đường trường là có thể giáo viên cho qua. Việc thi cử cũng có nhiều tiêu cực do sự thỏa thuận giữa thầy và trò. Nên hình thức thi mới đang tăng cường công khai, minh bạch, khách quan trong quá trình sát hạch lái ô tô, giảm hành vi tiêu cực. Theo tôi thì những cái bài mới ấy, rất có tác dụng. Nhất là cái bài lùi chuồng này là nó vận dụng rất thực tế trên cái cuộc sống hàng ngày, nhất là cái điều kiện bây giờ rất áp dụng rất thực tế, mặc dù nó khó khăn hơn một tí về quá trình học tập, quá trình thi của học viên, nhưng đấy tôi cho đấy là cái tốt. Nhiều người vẫn xem thường khi coi việc học và thi sát hạch lái xe chỉ là hình thức. Hệ lụy là đa số các vụ tai nạn giao thông đều có nguyên nhân là tài xế thiếu ý thức hay thiếu kỹ năng xử lý. Và những hệ lụy đó có thể giảm phần nào nhờ gạt bỏ những tâm lý sợ học, sợ thi như thế này.